Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu là địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kiềm chế tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông, vì vậy được thành phố Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Linh hoạt quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Vũng Tàu đã chủ động đưa ra dự báo xây dựng kế hoạch ở từng thời điểm. Những giải pháp thực hiện cũng linh hoạt quyết liệt. Các lực lượng công an được huy động tối đa 100% quân số, chia thành nhiều nhóm, điều tiết giao thông, xử lý vi phạm ở khu vực trọng điểm và cả cắm chốt, tuần lưu những khu vực có nguy cơ cao theo dự báo. Trên các tuyến đường, lực lượng cảnh giao thông và công an các phường xã đã bố trí lực lượng rất là tốt để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, trật tự môi trường. Do vậy là các phương tiện là không phải là ùn tắc, người ta gọi là đi chậm lại thôi. Công an thành phố còn tham mưu cho các cấp chính quyền huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng dân quân, trật tự đô thị, đoàn viên thanh niên, công chức phường cùng tham gia điều tiết giao thông, tuyên truyền nhắc nhở những trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường, buôn bán phương tiện dừng đỗ sai quy định. Với địa bàn phường Hưng Tam là địa bàn trọng điểm về du lịch, thì chúng tôi cũng đã xây dựng phân công cái lực lượng trật tự đô thị của phường phối hợp với lực lượng dân quân, công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn và xử lý cái hàng rong trên địa bàn để phục vụ tốt nhất cho các du khách khi đến Vũng Tàu du lịch tắm biển. Những cao điểm chung của tỉnh như Tết, sự kiện quan trọng, thành phố Vũng Tàu đề xuất các lực lượng của tỉnh phối hợp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với cả phòng PC08 công an tỉnh tiến hành các cái tổ tuần tra lưu động và xử lý những cái trường hợp mà đua xe hoặc là lạng lách đánh võng ở khu vực nội ô của trung tâm thành phố, nhất là những cái tuyến đường ven biển và khu vực tập trung đến các cái tuyến đường dẫn đến khu vực tổ chức sự kiện. Tăng tần suất khu vực tuần tra kiểm soát được Công an thành phố Vũng Tàu triển khai thường xuyên vào mỗi cao điểm, nên cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã quen với thời gian làm việc bất kể ngày đêm. Tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông cũng đa dạng hình thức, thông thường theo chuyên đề, công khai hoặc hóa trang mật phục. Tất cả các tuyến đường cũng có thể là lượng xe cũng kẹt thì cũng có các lực lượng anh em là đã túc trực từ 7 giờ sáng cho tới 9-10 giờ đêm. Và cũng có ban đêm thì cũng có ca đi phòng chống đua xe trái phép rồi, và tên là tình hình tất cả các điểm mà có phức tạp về giao thông thì cũng tương đối là ổn định. Công an thành phố thì cũng đã có cái chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, không để xảy ra các hoạt động là đua xe trái phép trên địa bàn thành phố với quy mô tổ chức. Kể cả trong trường hợp mà qua các cái camera giám sát thì chúng tôi sẽ xử lý kể cả phạt nguội khi các phương tiện nó dừng đỗ ở trên địa bàn của thành phố. Linh hoạt, quyết liệt trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng công an thành phố Vũng Tàu lập hơn 2.800 biên bản vi phạm, tăng 1.300 biên bản so với cùng kỳ năm 2022, ra quyết định xử phạt hơn 2.600 trường hợp, tăng gần 1.000 quyết định so với cùng kỳ, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 6,1 tỷ đồng. Đáng ghi nhận là tai nạn giao thông ở thành phố Vũng Tàu được kéo giảm trong 6 tháng đầu năm 2023 với 65 vụ, trong đó 24 vụ nghiêm trọng, làm chết 24 người, bị thương 39 người. So sánh với cùng kỳ năm 2022, cả 3 tiêu chí đều giảm 27 vụ, giảm 8 người chết, giảm 11 người bị thương.